vỏ nhẫn xoàn nữ đơn giản, cực kỳ đẹp luôn. Phối giữa hộp xoàn ba ghét và hộp xoàn tròn. Mẫu này là bán hoài được hoài luôn. Lúc mới ra hồi 3 năm trước, mẫu này bán kinh khủng khiếp luôn á. Mẫu nhẫn này là trọng lượng 8,22g vàng, vàng Italia 750, có 20 viên hộp xoàn là 1 ly 8, 48 viên hộp xoàn 1 ly 3, 1 ly rưỡi. Và đặc biệt chỗ phần ký nhụy, chỗ cái cháu á, có 8 viên hộp xoàn 2 ly 9, gần 3 ly nha. Và 8 viên hộp xoàn này là nước ED chứ không có nước ép nha, nó trắng bóc luôn, nó trắng hơn nên nó để tôn nền đó khách. Và độ sạch của nó là từ VVS1 đến VS1, nó cực kỳ trắng, cực kỳ sạch luôn, chứ không phải là những cái hạt tắm rời nha. Và cái vỏ xoàn này lên ổ chủ là từ 5 ly 4 cho tới 8 ly 1 đều được, tại vì nó chống cao. Giá của nó là 47 triệu thôi, bán nhẹ nhàng đó, 51 triệu, tính 47 triệu thôi. Tại vì cái vỏ này là cũng còn cũ của hồi đợt trước, hồi 2 tháng 9, bây giờ là tới tháng 11 rồi. Đặt hàng vui lòng gọi 0907 46 3131. Cảm ơn nha, không có bán hàng online nha khách yêu.